quy trình điều trị bệnh hồng lị trên heo. Đây là hình ảnh heo bị tiêu chảy máu. Có thể phát hiện heo bệnh qua các triệu chứng: tiêu chảy phân nhầy, phân nâu, đen hoặc phân có máu, heo đau bụng, quắn đuôi, thường đứng cong lưng. Khi điều trị, phải đánh dấu heo bệnh và tách riêng để tránh lây lan và hiệu quả điều trị được tốt hơn. Qua kinh nghiệm điều trị, xin được chia sẻ cùng người chăn nuôi hai phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Phác đồ A, kháng sinh dùng 3 đến 5 ngày, nên kết hợp tiêm sáng và chiều. Buổi sáng tiêm Tiamulin 1ml cho 10kg thể trọng, tiêm bắp mỗi ngày một lần. Buổi chiều tiêm Spetilo 1ml cho 10kg thể trọng, tiêm bắp mỗi ngày một lần, thuốc hỗ trợ. Để tăng cường sức khỏe và đường ruột mau hồi phục, sử dụng Becomlex Fortify 1ml cho 10kg thể trọng, tiêm một liều. Để giảm xuất huyết, tiêm vitamin K 1ml cho 10kg thể trọng mỗi ngày một lần, giảm tiêu chảy, chống co thắt, tiêm Atropin 1ml cho 5 đến 10kg thể trọng mỗi ngày một lần, tăng cường chất điện giải, sử dụng Vime Electrolyte 1g cho 2 đến 4 lít nước cho uống theo nhu cầu hàng ngày. Phác đồ B, kháng sinh dùng 3 đến 5 ngày. Kết hợp tiêm sáng chiều. Buổi sáng tiêm Tilovet 1ml cho 10 đến 15kg thể trọng, tiêm bắp mỗi ngày một lần. Buổi chiều tiêm Vimechil 5 1ml cho 10 đến 15kg thể trọng, tiêm bắp mỗi ngày một lần. Thuốc hỗ trợ. Để tăng cường sức khỏe và đường ruột mau hồi phục, sử dụng Becomlex Fortify 1ml cho 10kg thể trọng, tiêm một liều. Để giảm xuất huyết, tiêm vitamin K 1ml cho 10kg thể trọng mỗi ngày một lần, giảm tiêu chảy, chống co thắt, tiêm Atropin 1ml cho 5 đến 10kg thể trọng mỗi ngày một lần, tăng cường chất điện giải, sử dụng Vime Electrolyte 1g cho 2 đến 4 lít nước cho uống theo nhu cầu hàng ngày. Phải phòng bệnh cho heo khác trong đàn có heo bệnh hoặc heo bệnh bắt đầu hồi phục. Phác đồ phòng bệnh có thể sử dụng Tiamulin 1kg cho 1,5 tấn thức ăn, dùng liên tục 7 ngày. Thuốc hỗ trợ có thể sử dụng Vimec Electrolyte 1g cho 2 đến 4 lít nước uống, cho uống theo nhu cầu trong ngày. Vitamin Becomlex 1g cho 3 lít nước uống, hoặc 1kg cho 1 đến 2 tấn thức ăn, cho uống hoặc trộn thức ăn trong cử chiều. Phải chú ý tiêu độc sát trùng để tránh lây lan và bội nhiễm mầm bệnh khác. Ở ô có heo bệnh, sát trùng mỗi ngày một lần, 3 đến 5 ngày liên tục. Ở ô heo khỏe, sát trùng 1 đến 2 lần một tuần. Sử dụng antacid 1 lít pha với 100 lít nước, phun trực tiếp lên gia súc, phun khắp trong chuồng, ngoài chuồng, mái chuồng, lối đi. Hoặc sử dụng Vimecong 1kg pha với 200 lít nước, phun trực tiếp lên gia súc, phun khắp trong chuồng, ngoài chuồng, mái chuồng, lối đi. Đây là mã QR, có thể quét để xem tất cả các sản phẩm của Vimedim chuyên dùng cho heo.